Chị ơi, mực này bán. Ô, em. Ô, anh. Lâu lắm rồi không gặp em, bây giờ em lại bán hải sản ở Sầm Sơn mình à? Dạ vâng ạ, mà dạo này anh có khỏe không? Anh thì anh vẫn thế, không có cái gì thay đổi cả em ạ. Thôi được rồi, lấy cho anh cân mực đi. Dạ, mực của em là 1,3 triệu một cân. Mà nể tình anh là người yêu cũ của em á, em để lại anh 1,5 triệu. Thôi được rồi, hôm nay là anh hào phóng, anh lấy tất cả luôn. Nhưng mà anh xin phép là anh mời em đi ăn được không? Em ngại lắm. Anh đưa em đi đâu đấy anh? Anh để bắt cóc em à? Cóc cái gì bắt cóc, người ta đưa đi ăn. Đây có phải là 7B ở Sầm Sơn mình không em nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế cái nhà hàng này cách đây có 50 mét thôi. Dạ vâng ạ. Đi 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 đi. Dạ dạ. Sao anh lại đưa em vào hotel anh? Thì mình ăn ở hotel mà. Anh đến làm gì em à? Không, làm gì ai làm gì, đi đi. Em nhờ đi. Đưa menu cho bạn gái cũ của anh cái. Thôi em ngại lắm. Em cũng là người ở biển mà nên là em cũng không thích ăn hải sản lắm đâu. Chẳng hạn như là em ơi cho chị cua gạch bề bề, mực trứng hấp, cá mú, hấp xì dầu, tôm hấp, ốc hương, hàu nướng mỡ hành. Chỉ gọi như thế thôi nhé. Dạ. Ôi. Ô, ở đây, ở đây, ở đây. Em ơi, ở nhờ đi. À, em là ngoài ăn uống ra là còn có phòng cho thuê đúng không em? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì em lấy cho anh cái phòng đơn đi. Ngày lễ nhà em hết phòng đơn rồi. Thế thì phòng đôi cũng được. Nhà em cũng hết luôn rồi ạ. Thôi được rồi, lấy phòng 3 đi. Anh lăn lê bò trưởng nó cũng ác lắm em ạ. Vâng, được ạ. Hy sinh thì một đêm quá chứ. Phải tắm ra cái này. Khi đôi môi em còn đỏ mặt ta 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 ta. Khi mềm còn trong hơi thở. Lại gần đúng cái tội dạy gái không bao giờ chừa.